Xin chào tất cả các bạn. Cách đây mấy ngày thì tôi đã có một cái bài viết về chỉ số mà sáng tạo của người Việt Nam chúng ta đang giảm xuống rất thấp. Thì cái bài viết này căn cứ theo bài viết chính thức của báo Tuổi Trẻ. Và ở đây là chúng ta cũng thấy được là cái bảng đánh giá của thế giới ở Việt Nam mình. Thì trong khi các nước ở khu vực mà châu Á và Đông Nam Á đều đang tiến bộ, cả Philippines cũng là đang tăng hạng, Thái Lan cũng tăng hạng, thì Việt Nam chúng ta lại giảm hạng. Từ là 74 chúng ta giảm xuống là 77 trên thế giới. Và trong đó là chỉ số sáng tạo là chỉ còn có 33 mà thôi. Rất là thấp. Thì trước khi mà nói về cái lý do nguyên nhân mà là sao như vậy, thì thứ nhất là tôi muốn chúng ta hãy nghe một câu chuyện này. Cách đây mấy bữa có một bạn là share một cái bài viết và tôi có coi. Thì cái bài viết như sau: ở một cái sân bay thì có một cái đôi vợ chồng lớn tuổi. Thì khi mà họ bay qua Singapore thì họ mới mất cái hành lý, nó chưa có ra. Thì họ đứng, họ làm ầm lên ở sân bay, họ gào thét, họ la hét. Thì lúc này là nhân viên hải quan cũng như là bảo vệ sân bay, an ninh người ta mới đến. Thì do họ không biết nói tiếng Anh, cho nên là lát nữa một hồi sau thì mới có phiên dịch tới để giúp đỡ cho họ. Thì cái ông già mới cầm cái passport và giơ ra là: đây này. Thì cái người viết cái bài này sau khi mà thấy cái cảnh đó, thì cái anh này anh mới hỏi: tại sao bác lại, hồi nãy bác lại đưa cái passport và các bác kêu là đây này. Thì cái bác này mới giải thích rằng là: chúng ta là người Việt Nam thì người ta phải nể chúng ta chứ. Trong khi đó thì nhân viên an ninh họ quay đi và họ lắc đầu. Quý vị hiểu cái ý nghĩa câu chuyện này, có nghĩa rằng là thật sự trong quá khứ chúng ta là một cái dân tộc hào hùng. Chúng ta có những trận đánh lịch sử và chúng ta có những người tài năng thật sự. Bác Hồ là một vĩ nhân, chuyện đó không ai chối cãi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người vĩ đại, không ai chối cãi được. Rất nhiều người như vậy trong lịch sử chúng ta. Cho nên thật sự chúng ta không thể nào mà chối bỏ cái lịch sử oai hùng của đất nước chúng ta được. Nhưng thật sự hiện tại rất nhiều bạn hiện giờ là đang chửi, đang đổ lỗi cho giáo dục, cho đất nước, cho đủ thứ. Nhưng các bạn có nhìn lại mình hay không? Ở đây tôi sẽ cho chúng ta coi về cái bảng xếp loại. Đây là cái bảng xếp loại về passport. Đó, thì nó ghi là gì? Có phải rằng là đất nước của các bạn, cái passport của các bạn có quyền lực hay không? Thì chúng ta thấy rằng là đứng ở top trên đó là Singapore. Singapore đứng thứ 2 với 189 nước là công nhận. Trong khi đó Việt Nam là đứng thứ 90, chỉ có 51 nước là công nhận là free visa cho Việt Nam. Đó. Vậy thì tại sao mà cái passport người ta cấp dân Singapore đi khắp nơi không cần phải xin visa, trong khi người Việt Nam mình đi du lịch cũng phải xin visa, là tại sao? Tại nó quá sợ là chúng ta sẽ vượt biên và qua bên đó chúng ta tị nạn ở bên nước bên nó. Không hiếm có những cái người Việt mà đi du học, hiện giờ họ đi du học và họ học rất giỏi ở đất nước đó, và sau đó họ cố gắng họ ở lại, họ định cư ở lại theo một cái diện nhân tài quá tuyệt vời, quá vẻ vang cho dân tộc. Thì còn rất là nhiều người mà hiện giờ đang qua nước người ta để mà ăn bám ở bên đó. Ăn bám có nghĩa là gì? Là chúng ta chẳng làm được một cái công việc gì mà to tát cả, nhưng mà chúng ta cứ thích qua đó để mang quốc tịch và được hưởng cái chế độ sống của người ta đó, thì chúng ta gọi là tị nạn. Chúng ta cướp những cái cơ hội việc làm của chính dân bản xứ. Và chúng ta hiểu là chính vì điều đó mà nước Anh đòi ly khai ra khỏi là Liên minh châu Âu. Bởi vì người dân nước khác qua bên đó cướp lấy công việc của chính người Anh. Cho nên tại sao người Anh lại phải gánh lấy cái gánh nặng người nghèo của các nước khác, và họ quyết định họ ly khai. Thì ở đây chúng ta hiểu là tại sao mà các nước bây giờ nó lại gắt về visa là như vậy. Chỉ những nước mà coi như là người dân, người ta chủ yếu người ta đi du lịch thôi, hay là người ta đi học rồi người ta về. Tại vì ta không muốn bỏ cái đất nước, là cái cơ hội phát triển của người ta nó vẫn có, mắc gì tôi phải đi. Đó. Hay nói nôm na bây giờ chúng ta nhìn lên cái thành phố Hồ Chí Minh của mình, chúng ta thấy hiện giờ là mật độ giao thông rất là dày đặc. Đó. Và nhà cửa gần như phải xây thêm để đáp ứng cho cái lượng mà dân cư đó. Và các bạn đã thấy một điều là gì? Kẹt xe gia tăng, khói bụi gia tăng, và thậm chí rằng là tội ác cũng gia tăng. Tại sao? Tại vì khi những người mà ở dưới quê họ lên đây, họ cũng mang ước mơ giống như là chúng ta đi du học vậy. Họ
họ nghĩ rằng là lên thành phố là sẽ đổi đời, sẽ có công ăn việc làm, sẽ có cái này cái nọ. Nhưng cuối cùng họ lên đây làm sao? Họ thấy rằng là xin việc làm ở đây khó quá, khó quá đó, và họ cạnh tranh không nổi với những người mà giỏi. Thế là sau đó họ chấp nhận làm những công việc tạm thời. Cái chuyện mà một cử nhân tốt nghiệp ra sau đó phải đi làm mồi bàn, tại vì anh ta không kiếm được việc, chứ không phải anh ta muốn làm mồi bàn. Anh ta không kiếm được việc, anh ta phải chấp nhận điều đó. Và sau một vài năm bám trụ ở thành phố, họ cảm thấy sức họ cạn kiệt rồi, thế là họ mới chịu về quê. Đó. Hay là những cái đứa mà mười mấy tuổi bỏ học ở dưới quê lên đây, không chịu làm ruộng, không chịu cực, đó, bỏ lên đây, sau đó đi làm phụ hả, phụ hồ, rồi đi làm công cho người ta, nhưng mà vẫn mang trong đầu cái tư tưởng ăn chơi. Và đó là lý do mà chúng ta thấy là tại sao hiện giờ là những cái đứa mà giết người toàn là mười mấy tuổi đi cướp của. Đó. Nó bị vỡ mộng và cuối cùng là nó sinh ra tệ nạn. Cho nên các nước người ta rất sợ phải gánh một cái thành phần như vậy. Khi mà anh thấp kém, anh qua nước tôi, rồi sau đó rằng là anh không làm được cái gì, anh chỉ làm những công việc tay chân. Sau đó anh làm công việc tay chân mà anh vẫn mang cái ước mơ là được là hưởng thụ. Và thế là anh sinh ra là trộm cướp, anh sinh ra là tệ nạn. Cho nên chúng tôi không muốn chấp nhận cái lượng dân cư đó. Thì ở đây cũng vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là một điều lý giải mà cho cái sự mà chỉ số năng lực sáng tạo của người Việt Nam mà giảm sút. Các bạn đổ cho nền giáo dục ư? Tôi hỏi rằng một điều, tại sao có những người học ở đây người ta vẫn cố gắng, người ta vẫn tài năng và người ta đi nước ngoài, chứ không phải là họ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài rồi họ mới thành danh. Giáo sư Ngô Bảo Châu, ông ta vẫn học phổ thông ở đây mà, rồi ông ta mới đi. Đó. Cho nên nếu đổ lỗi cho một cái nền giáo dục hoàn toàn có chính xác hay không? Tại sao bao nhiêu người người ta vẫn cố gắng học? Thậm chí học sinh trường chuyên, ai nói nó rảnh, nó học xong nó vẫn chạy ra trung tâm này trung tâm nọ, nó học thuộc bài để nó đi thi. Đâu có ai ép các bạn copy đâu. Đâu có ai ép các bạn xài tài liệu. Đâu có ai ép các bạn gian lận. Đó. Tự bản thân mình. Và sau đó khi mà đi xin việc người ta nói cái chữ quan hệ. Đối với nước người ta quan hệ là gì? Chẳng hạn trong quá trình mà làm việc tôi đã giúp đỡ anh, thì bây giờ chẳng hạn như là tôi đang thất nghiệp, anh biết cái chỗ nào cần việc, anh giới thiệu cho tôi, đó là quan hệ. Chứ không phải quan hệ theo cái dạng mà tôi phải bỏ ra một số tiền rất lớn để tôi mua một cái vị trí ngon lành, để rồi sau đó tôi kiếm tiền nhờ cái vị trí đó. Đó, cái đó không còn là quan hệ. Nhưng mà tại sao là như vậy? Tại vì năng lực là thấp kém, cho nên là không có một cái cách nào khác. Ví dụ, tôi nghe đâu rằng là để mua được một cái vị trí ở trong sân bay, để mua được một cái vị trí mà nhất là vị trí ở trong khoang mà những cái như là kiểm kho vân vân, hay là khoang hành lý, mua được một cái vị trí đó là mấy trăm triệu. Đó. Và cũng có một bạn đã từng đăng một cái tin nhắn lên và tôi có thấy một cái anh chàng trong sân bay cò mồi cái vị trí đó và phải bắt phải nộp là 20.000 đô cho một cái chức danh là coi như là ở dưới vị trí không lưu, ở dưới mặt đất thôi. Đó. Tại sao lại bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy để mua cái vị trí? Rồi cuối cùng làm gì? Hiện giờ chúng ta thấy sân bay ở Việt Nam mình, từ Tân Sơn Nhất vân vân, nổi tiếng với cái mạng mà vali hành lý của khách bị đục lấy đồ. Rồi sau đó là khách có khiếu nại lên thì hồ sơ cũng ngâm ở đó không giải quyết. Vậy thì anh gắn camera để làm cái gì? Anh gắn an ninh để làm cái gì? Và tôi gửi hành lý, thậm chí người ta chính mắt tôi đã từng thấy. Trong một lần cách đây mấy năm đi Malaysia thì trong đoàn tôi có một cái anh, thì cái anh này là cái vali của anh có khóa mật mã, và cái khóa mật mã bị nảy bung một góc ra. Tôi có chính mắt tôi thấy được cái vali đó đã bị nảy. Và sau đó anh này cũng làm là khiếu nại. Tại sao sân bay Tân Sơn Nhất lại để xảy ra những chuyện này như thế này suốt bao nhiêu năm nay, chứ không phải mới đây, mà anh không xử lý được? Nếu anh không xử lý được thì làm sao mà khách đến sân bay Tân Sơn Nhất người ta yên tâm đây? Vậy thì rõ ràng là những cái người mua cái vị trí đó ở trong sân bay để là mục đích gì? Ăn cắp. Đó. Cho nên rõ ràng là cái sáng tạo của chúng ta hiện giờ nó không dùng để tư duy, để tạo ra thành tựu, mà nó dùng để lừa lọc. Đó. Để bơm vào đầu những người khác những cái ảo tưởng và những cái hưởng thụ, những cái kiếm ra tiền. Nói nôm na là gì? Ngay cả chính trong lĩnh vực của tôi vậy. Mười mấy năm tôi đi dạy, tôi biết hết, gần như hết những cái mánh khóe mà của các trung tâm. Đó. Vậy thì quý vị có tin được rằng là học tiếng Anh bằng cách ngồi thiền không?
nguyên tắc của người ta là thiền, thư giãn. Đó, đầu óc là trống rỗng. Đó, thì đằng này là thiền là kêu học là học sao, mà còn gọi là học rồi quên lâu, quên sao. Đó, chúng ta chỉ quên, coi như là nhớ lâu khi nào mà chúng ta hiểu được cái bản chất của vấn đề. Và nếu muốn hiểu bản chất của vấn đề thì chúng ta phải có thứ nhất là một cái ông thầy giải thích cho chúng ta. Nếu như thầy giải thích xong mà thật sự bản thân chúng ta không muốn học cũng vô dụng. Vậy thì nếu chúng ta chưa hiểu, chúng ta phải hỏi tiếp cho đến khi chúng ta hiểu. Chúng ta phải nhờ thầy giải cho chúng ta cặn kẽ. Ừ, giải bài tập đó tại sao sai thì phải hỏi cho cặn kẽ. Và nhiệm vụ của thầy là phải tìm ra đủ cái lý do, cái cách để cho giải thích. Rồi cái nữa, trong quá trình tôi dạy tôi biết luôn, người Việt rất rất là ngại những câu hỏi mang tính tư duy. Có nghĩa là khi anh bước vào lớp, anh chỉ muốn người ta cho anh một cái gì đó dễ dàng để anh thực hiện. Còn những cái gì mà động não là anh làm biếng. Và thậm chí rằng là nếu như mà cái tư duy ở trong lớp quá cao, dần dần người ta sẽ mệt. Mệt và họ nản, họ sẽ nghỉ, họ không học nữa. Tôi không muốn học những cái mệt, tôi đến đây là để cho vui, thế thôi. Đó. Cho nên tôi chỉ muốn vui và chỉ muốn là giải trí. Còn thật sự có hiệu quả hay không thì các bạn tự xem. Cho nên tôi không bao giờ tin rằng là được một cái khóa mà ngắn hạn mà có thể cung cấp cho các bạn một cái kiến thức. Mà cho dù có cung cấp cho các bạn một cái kiến thức thì cũng không cung cấp cho các bạn đủ cái sự rèn luyện. Có nghĩa rằng là gì? Nếu các bạn muốn thật sự giỏi và thành thạo một cái kỹ năng thì các bạn phải practice, tức là luyện tập nó lặp đi lặp lại nhiều lần, thì nó mới tạo thành một cái gọi là kỹ năng. Tức là cái mà các bạn trau dồi đến mức mà nó trở thành một cái phản xạ đó của cơ thể. Thì lúc này các bạn mới không quên và các bạn vận dụng được. Chứ làm gì mà có trong vòng là có vài tháng mà tự nhiên từ một cái người không biết gì trở thành một cao thủ võ lâm. Ở đâu ra? Đó. Ngay cả từ các môn thể thao, mọi thứ các bạn cũng đã thấy. Họ phải trải qua gọi là khổ luyện, chứ không ai gọi là sướng luyện cả. Thì họ mới có thể là giành được huy chương, họ mới có thể giành được vinh quang. Chứ không phải là vô một cái lò võ rồi múa, luyện múa, sau đó ra đường đánh nổi cướp không. Tôi nói bao nhiêu người mà hiện giờ đeo cái đai đen mà loại múa đó, ra ngoài gặp cướp dám đánh không? Đó. Đá bay dao nổi không? Đó. Hay là giống như trong phim đi tập đấu võ này kia, một chống 5-6 thằng đá đẹp không, biểu diễn, đánh biểu diễn đẹp đúng không? Đó, ra ngoài đường đánh đi. Đó, chỉ có những người mà luyện tập nghiêm túc thì tôi tin là điều thật. Những võ sĩ chuyên nghiệp, họ luyện tập với một cái chế độ cao thì tôi tin là họ làm được. Còn những cái đứa mà vô phòng tập múa mà cuối cùng đai vẫn lên. Có nhiều câu lạc bộ hay lắm, nó múa không mà đai nó cứ lên, nó lên đai đen cuối cùng ra ngoài đâu làm được gì đâu. Người ta chọc nó vẫn biết sợ mà. Vậy thì đai đen đó có thật chất là anh là võ sư không? Đó. Cho nên tôi muốn các bạn phải nhìn nhận lại được một điều là lý do mà các bạn chọn đi học. Và khi mà các bạn đã chọn và mình đã cố gắng thì mình phải làm cho hết sức của mình. Mình không được nản. Đó. Mình đừng có mơ tưởng rằng là cái gì nó tự nhiên đến, bỏ dùm tôi cái tư tưởng đó đi. Đó. Và các bạn phải hiểu một điều. Ở các nước thật ra người ta không phải là người ta tự dưng người ta văn minh đâu, mà là luật pháp họ rất là nghiêm. Họ rất nghiêm. Cho nên là tôi đã từng có một cái tấm hình tôi đăng, tôi thấy thú vị và tôi kéo về tôi đăng. Không phải là người phương Tây họ văn minh hơn chúng ta, mà là họ bị buộc phải như vậy. Có nghĩa rằng là chúng ta thấy họ gắn một cái hệ thống camera dày đặc, họ không cần công an, nhưng có ai dám vượt đèn đỏ không? Nó phạt. Và khi mà nó phạt mà chúng ta không đi đóng, nó gom cái giấy phạt lại. Để đến một lúc nào đó mà chúng ta bị bắt là nó đưa ra, và thậm chí nó đưa chúng ta ra tòa luôn. Bởi vì vượt đèn đỏ quá nhiều lần. Đó, mà vứt để cái số tiền phạt lên tới mức lớn mà không trả nổi thì đương nhiên là anh đi tù thôi. Đó. Vậy thì có những cái luật lệ mà ở nước ngoài nó nghiêm khắc. Đó, còn quý vị nói rằng là tôi muốn sống ở nước ngoài, xin lỗi, chỉ có những người Việt Nam mà giỏi. Và hiện giờ ở Việt Nam cũng là một cái người mà gọi là sống nghiêm túc và khó tính. Không bao giờ muốn là cái dạng mà chen lấn, để đồ để đạc ngăn nắp, thì qua nước ngoài sống theo tay rất là đơn giản. Còn những người sống ở Việt Nam mà đã vô kỷ luật thì qua nước ngoài tôi nói dưng chỉ có nước là bị phạt hoài thôi. Đó, cái dòng mà thích đi trước người ta rồi lấn tuyến qua bên kia, mặc kệ cho đường có thể kẹt hay không, cái dòng đó mà qua nước ngoài coi. Đó, cũng là do sợ quá mà bị người ta phạt riết, sợ quá.
thì mới bớt nổi. Vậy thì tại sao mình mơ tưởng là mình muốn có một cái đất nước như người ta thì mình tại sao mình không xây dựng nó luôn đi? Mình làm được không? Được. Mình phải cư xử như Tây đi. Mình đừng để tới lúc mà người ta phạt mình. Mình phải có một cái nhục ở trong người chứ. Khi mà mình thấy mình đứng mà mình lấn ra ngoài, mình thấy mình xả rác, mình thấy mình khạc nhổ, mình tự có một cái nhục ở trong người. Ha. Và tôi nói những người mà đã như vậy thì tốt nhất là câm cái mỏ lại, đừng bao giờ mà đi ra ngoài mà phán xét được ai hết. Đó. Chứ còn bây giờ bày đặt mà ngồi coi cái này cái nọ, xong rồi đổ thừa là tại giáo dục, tại này tại nọ, cho nên tôi mới ra như vậy. Không ai ép anh ra mà tự bản thân anh ra như vậy. Anh đừng có đổ lỗi. Ha. Anh học hành thì anh đối phó, chủ yếu để anh qua được cái môn đó, chủ yếu để anh cầm được cái bằng. Chứ còn lại anh không muốn đầu tư hơn nữa cho cái việc học của anh. Anh không muốn tự đọc thêm một cái cuốn sách nào cả. Và anh có cái miệng anh cũng công như hết. Anh vô lớp anh không hiểu bài anh cũng chẳng muốn hỏi. Mà anh đòi tăng cái sáng tạo. Sáng tạo là sao? Anh đi học thì bữa đi thì bữa nghỉ, vô lớp thì anh ngồi anh bấm điện thoại, bài thì anh không làm. Mà anh đòi tăng thì sáng tạo, anh sáng làm sao với những con người như vậy? Thì đừng trách đất nước, hãy tự trách cái bản thân của mình. Tại sao mình là một kẻ vô dụng, và đặc biệt là mình sống mà mình không biết nhục. Thế thôi. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video này.